Everyone, I'm very happy to see all of you again. Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô rất vui khi gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Before going into the detail of the lesson today, I would like to show some pictures and you please look at some picture and tell me who they are and what jobs they do. Các em hãy nhìn vào những bức tranh sau đây và cho cô biết là những người này là ai và họ làm nghề gì nhé. Now, the first picture, picture number one. Do you know this woman? Yeah, she's one of the most influential women in Vietnam. Yeah. Bà này là ai? Đây là một trong những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam. Bà chính là Nguyễn Thị Kim Ngân. She is the chairman of the National Assembly of Vietnam. Và hiện nay, bà chính là Chủ tịch Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà chính là... Yeah, politician, một nhà chính trị. Một người thứ hai cũng có một tầm ảnh hưởng không những ở Việt Nam mà ở thế giới. Các em có biết người phụ nữ này là ai không? At the moment, she is the CEO of Vietjet Air. Bây giờ bà chính là giám đốc điều hành của hãng hàng không Vietjet. Bà chính là Nguyễn Thị Phương Thảo. Đây là một doanh nhân rất là nổi tiếng. She is a business woman. Người thứ ba. This is a very famous girl. She is very popular among teenagers. Một người rất là quen thuộc và nổi tiếng, đặc biệt là ở giới trẻ. Đây chính là Taylor Swift. Chúng ta chắc chắn biết nhiều cô này. Chính là cô này không những là một ca sĩ mà còn là một nhạc sĩ. Người thứ tư, cô muốn giới thiệu với các em. She is one of the most beautiful women in South Korea. Các em chắc chắn đoán được người này là ai bởi vì cô này xuất hiện rất nhiều trên các bộ phim của Hàn Quốc. Chính là Kim Tae-hee. Cô này là một actress. Now answer my question. In the past, do you think that women were allowed to do this job? So what did they do as a role of women? Các em cho cô biết là những người phụ nữ ngày xưa thì người ta có làm những công việc như thế này không ạ? Vậy trong ngày hôm nay với bài reading bài số 15 thì chúng ta sẽ xem là vai trò của người phụ nữ thay đổi như thế nào trong quá trình lịch sử. Để cho các em dễ theo dõi thì cô chia phần từ vựng ra các loại từ như là danh từ, động từ, tính từ và các cụm từ. Bây giờ cô sẽ đi qua cái phần đầu tiên, đó là phần danh từ. Các em hãy nhìn cho cô vào bức tranh sau đây và cho cô biết một từ chỉ cái hình ảnh của bức tranh này nè. Chúng ta có thể thấy đây là một sự tiến bộ của xã hội loài người, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một từ đó là gì? Human civilization. Các em lưu ý, human civilization, đó là nền văn minh của nhân loại. Từ thứ hai, this is a process of giving birth to children. Đây là việc sinh con, đẻ cái. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ có từ nào? Chính là childbearing. Childbearing, đó là việc sinh con. Từ thứ ba, các em nhìn vào những hoạt động của người phụ nữ này. Cô ấy làm rất nhiều việc ở gia đình. Về những công việc mà cô này làm ở gia đình thì chúng ta sử dụng một từ như thế nào? Chúng ta sẽ có một từ để mô tả những hoạt động của cô này. Chính là homemaking. Đây là việc cô này chăm sóc gia đình. Cô này làm rất là nhiều việc. Từ tiếp theo cô muốn giới thiệu cho các em. Đó là in Europe, the 18th century were a period of intellectual, social and political ferment. Ở châu Âu thì thế kỷ 18 thì được xem là thời kỳ thay đổi về trí tuệ, xã hội cũng như là chính trị. Vậy thời kỳ này chúng ta có biết gọi là thời kỳ gì không? Vậy chúng ta sẽ có tên gọi của nó là Age of Enlightenment. Age of Enlightenment. Đây là thời kỳ khai sáng. Các em nhìn cho cô bức hình của hai người đàn ông này, chính là các Marx và Lenin. Đây chính là các nhà triết học. Vậy từ tiếng Anh chúng ta có là gì? Chính là philosopher. Philosopher, nhà triết học các em nhé.
This is a person who is one of the first people to do something. Người đầu tiên, tiên phong là một việc gì đó. Thì từ tiếng Anh chúng ta sẽ có là gì? Pioneer. Pioneer chính là người tiên phong. Đó là một số danh từ cô muốn giới thiệu cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số động từ nhé. Từ đầu tiên, accord. Accord có nghĩa là gắn cho. Cô lấy ví dụ, many people often accord homemaking to women. Tức là nhiều người thường gắn cho cái việc chăm sóc gia đình là thuộc về phụ nữ. Chúng ta có accord something to somebody. Các em lưu ý cấu trúc của từ này. Từ thứ hai, đây là một từ đồng nghĩa với support. Support. Chúng ta sẽ có một động từ ở đây, đó là gì? Advocate. Advocate. Từ này có nghĩa là ủng hộ. Các em nhìn vào bức hình này và mô tả cho cô một động từ. À, đây chính là hành động gì đây? À, đó là discriminate. Discriminate có nghĩa là phân biệt, đối xử. Các em lưu ý giữ từ theo sau của discriminate chính là discriminate against. Phân biệt đối xử với ai. Phần tiếp theo cô muốn giới thiệu đó là một số tiến từ. Tiến từ đầu tiên, strongly felt or believed and very difficult to change or get rid of. Vậy là những cái gì nó ăn sâu ở trong đầu và nó rất khó thay đổi hay là từ bỏ. Vậy chúng ta sử dụng một tính từ để mô tả cái này. Đó chính là deep-seated. Deep-seated có nghĩa là ăn sâu, lâu đời. Và chúng ta có một cái cụm từ đó là deep-seated cultural beliefs, có nghĩa là quan niệm văn hóa lâu đời. Các em hãy cho cô một từ đồng nghĩa với appropriate for, tức là mang nghĩa là thích hợp. Vậy một từ ở trong bài chúng ta có đó là suited for. Suited for, thích hợp với. Tiếp theo, một từ đồng nghĩa với mental. Từ này các em có biết nghĩa là gì không? Nó là thuộc về trí tuệ. Trí tuệ, tinh thần. Vậy chúng ta có một từ trong bài là intellectual. Intellectual thuộc về trí tuệ. Và chúng ta có một cụm từ là intellectual ability, có nghĩa là năng lực trí tuệ. Và cụm từ cuối cùng cô muốn giới thiệu với các em. Đây là một cụm từ đồng nghĩa với là according to hay là based on. À, vậy chúng ta có một từ đó là on the basis of. On the basis of có nghĩa là trên cơ sở. Bởi vì đó là toàn bộ những phần từ vựng mà cô muốn giới thiệu cho các em trong bài học ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay tập trung vào phần reading comprehension. Nên trong ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một số thủ thuật khi các em làm bài. Chúng ta lưu ý cho cô. Đối với một bài reading comprehension, tức là một bài đọc hiểu, chúng ta nhớ là trong đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, chúng ta sẽ có hai bài. Thì trong phần này, chúng ta lưu ý cho cô gồm hai kỹ năng nhỏ. Đó là skimming và scanning. Skimming là gì và scanning là gì? Skimming ở bài trước cô đã hướng dẫn cho các em. Nó chính là việc đọc lướt nhanh và tìm ý chính, giống như việc là các em xem báo, xem ý chính của tờ báo. Còn scanning có nghĩa là cũng là đọc nhanh, nhưng tìm kiếm thông tin cụ thể ở trong bài, giống như việc là các em tra từ điển. Vậy tra từ điển ở đây, chúng ta không phải là cần sử dụng toàn bộ cuốn từ điển, mà chúng ta chỉ cần nhắm vào từ nào thì các em tra vào từ đó. Vậy việc trả lời các câu hỏi cũng y như vậy, chúng ta phải sử dụng thủ thuật scanning. Vậy các em lưu ý sự khác nhau giữa skimming và scanning. Cái này chúng ta sử dụng thông suốt trong quá trình đọc hiểu. Vậy chúng ta lưu ý cho cô hai sub skill này ha. Các dạng câu hỏi trong reading comprehension, các em cũng lưu ý cho cô. Chúng ta có 7 dạng chúng ta thường gặp. Thứ nhất, đó là main idea. Đây là dạng câu hỏi tìm ý chính. Nó là gì? Tí nữa cô sẽ giới thiệu cho các em. Thứ hai, đó là vocabulary, đó là phần từ vựng, tìm từ đồng nghĩa. Thứ ba là reference. Reference đó là từ liên hệ. Như các em biết là trong một bài đọc thì các từ nó có sự liên hệ với nhau. Vậy tác giả luôn luôn muốn hỏi chúng ta là các từ này nó liên hệ với nhau như thế nào. Thì cái phần này là cũng là một phần rất quan trọng trong một bài đọc hiểu. Tiếp theo là factual information, đó là tìm thông tin đúng ở trong bài. Và ngược lại với nó chính là negative fact, tức là tìm thông tin nó không có trong bài hoặc thông tin nó sai so với bài đọc. Tiếp theo là
rhetorical purpose, đây là mục đích tu từ. Trong phần này, chủ yếu là nhắm vào mục đích của tác giả khi đề cập yếu tố ABC đó là để làm gì. Và cuối cùng là phần khó nhất, đó là inference, đó là phần suy luận. Các em phải đọc bài và suy luận thông tin ở trong bài, nó ám chỉ điều gì. Thì đó là 7 dàn câu hỏi trong Reading Comprehension. Trong mỗi bản khi làm bài thì chúng ta hết sức lưu ý cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng dàn câu hỏi trước khi chúng ta đọc bài. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi qua với bài tập Main Idea. Với phần bài tập này thì chúng ta sẽ có dàn câu hỏi như thế nào? Which of the following could be the best title of the passage? Vậy là cái nào sau đây là chủ đề hay nhất của bài, đúng nhất của bài? What is the main idea of the passage? Ý chính của bài là gì? What's the passage mainly discuss? Vậy là đoạn văn chủ yếu tập trung vào cái gì? Thì chúng ta có các keyword mà cô đã highlight cho các em, đó là best title, main idea or mainly discuss. Các em lưu ý, đây là một dạng tìm ý chính của bài. Phần thứ hai, vocabulary là phần từ vựng. Chúng ta sẽ có dạng câu hỏi như sau. The word in paragraph is close in meaning to. Cái từ ở trong đoạn văn gần nhất nghĩa với từ nào? The phrase in paragraph could be best replayed by. Có nghĩa là cái cụm từ hoặc là cái từ gì đó ở trong đoạn văn có thể được thay thế bằng. Vậy chúng ta có từ highlight ở đây là close it in meaning hay là best replaced. Dạng tiếp theo chính là reference, đó là từ liên hệ. Chúng ta sẽ có dạng câu hỏi như sau. What's the word in paragraph refer to? Từ ở trong đoạn văn là liên hệ với từ nào? Hay là the word in the passage refers to? À, cái từ ở trong bài thì là liên hệ với từ nào? Thì keyword ở đây chính là refer. Refer có nghĩa là liên hệ. Dạng bài tập tiếp theo chính là factual information. Như cô đã nói, đây là dạng bài tập đi tìm thông tin đúng so với nội dung của bài. Và chúng ta có những dạng câu hỏi như sau. Which of the following is true? Tức là cái nào sau đây là đúng? Hay là according to the paragraph, who, when, where or what? Hay là trong đoạn văn, ai, hay là khi nào, hay là ở đâu, hay là cái gì? Người ta có thể đặt bất cứ câu hỏi liên quan tới the question word. Và chúng ta lưu ý những cái câu hỏi liên quan tới factual information. Keyword ở đây là true hay là những cái WA question. Trái ngược lại với factual information, chúng ta sẽ có là negative fact. Đó là đi tìm thông tin không có ở trong bài hoặc là không đúng với nội dung của bài. Chúng ta có dàn câu hỏi như sau. Which of the following is not mentioned in the passage? Cái nào sau đây không được đề cập ở trong bài? Hay là which of the following is not true of? Cái nào sau đây là không đúng? Hay là all of the following are true except? Tất cả những cái sau đây đều đúng, ngoài trừ. Vậy chúng ta thấy là những keyword là not mentioned, not true hay là true except. Đó là cách mà các em nhận biết dạng bài tập negative fact. Hai dạng cuối cùng mà cô muốn các em tập trung đó là rhetorical purpose. Đây là mục đích tu từ. Trong phần này, chủ yếu tập trung vào mục đích của tác giả khi đề cập yếu tố ABCD. Ví dụ, why does the author mention? Tại sao tác giả lại đề cập ABCD, vân vân. Hay là the author uses as an example of? Tác giả sử dụng ABCD như là một ví dụ của cái gì? Hay là the author discusses in paragraph in order to? Tác giả đề cập ABCD trong đoạn đó để làm gì? Vậy tất cả đều tập trung vào gì? Author's purpose. Vậy chúng ta có cái keyword ở đây là the author. Chúng ta lưu ý cho cô. Và dạng cuối cùng chính là inference. Đó là dạng suy luận. Đây là một dạng phần bài tập khó nhất trong bài Reading Comprehension. Chúng ta cần phải có những trải nghiệm thực tế hoặc là những trải nghiệm về văn hóa thì chúng ta có thể suy luận được cái phần này nhanh. Còn nếu không thì bắt buộc chúng ta phải luyện tập trong bài Reading nhiều thì chúng ta mới làm được phần này. Dạng câu hỏi của cái này đó là which of the following can be inferred about? Cái nào sau đây có thể được suy luận về điều gì đó? Hay là according to the passage, it can be inferred that. Theo đoạn văn, điều được suy luận rằng.
The author of the passage implies that. Tác giả của đoạn văn ngụ ý rằng. Vậy keyword đây đó là infer hay là imply. Cho các em biết đây là một dạng bài tập inference, dạng suy luận. Vậy là đó là những dạng bài tập cô vừa mới đi qua trong reading comprehension. Bây giờ chúng ta sử dụng phần reading của bài số 15 ở sách giáo khoa trang 163 để chúng ta vận dụng các câu hỏi này. Và trong quá trình làm bài thì chúng ta cũng cho cô biết là những dạng bài tập như thế nào và cô cho chúng ta cùng giải quyết nha. Bây giờ chúng ta sẽ mở sách giáo khoa ra cho cô xem ở trang 163 và chúng ta đọc bài. Trong bài này thì chúng ta sẽ có 3 đoạn văn. Chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta đọc bài. Cô có 6 câu hỏi cho các em. Choose the best option A, B, C or D to answer the following questions. Các em sẽ đọc những câu hỏi và trả lời đúng các câu hỏi sau. Câu thứ nhất. Which of the following could be the best title of the passage? Với câu như thế này, các em có thể thấy best title. Vậy đây là một dạng bài tập là gì? Đây là một dạng bài tập đi tìm main idea, đi tìm ý chính. Với bài tập như thế này thì chúng ta cần phải sử dụng thủ thuật đó là skimming. Đó là chúng ta fast reading, chúng ta sẽ đọc nhanh và tìm các keywords or key phrases. Tìm các cái từ chìa khóa hay những cụm từ chìa khóa. Và những từ này thông thường nói như thế nào? Nó lặp đi lặp lại trong bài. Bây giờ cô và các em cùng nhau đọc bài và tìm xem những từ nào nó xuất hiện nhiều lần ở trong bài. Hay nó là từ chìa khóa chủ chốt ở trong bài nhé. Để chúng ta cùng nhau giải quyết câu thứ nhất. Với bài như thế này, chúng ta có thể thấy những từ lặp đi lặp lại trong này chính là rose, okay. Rice, okay. Vậy chúng ta thấy ở đây là cái từ lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong này. Thì đó là right, đúng không? Đang nói về quyền. Và quyền ở trong này chủ yếu tập trung vào đó là gì? Quyền của người phụ nữ. Và chúng ta trở lại cái phần best title. Chúng ta có A là women's intellectual ability. B đó là age of enlightenment. C là rise. Và D là rose in education. Vậy chúng ta có thể tìm ra ngay được cái best title trong bài này. Chính là đang nói về quyền của người phụ nữ. Hay chúng ta dịch là nữ quyền. Vậy phương án các em cần chọn chính là phương án C. Women's rights. Câu số 2. According to the text, what was the main role traditionally according to women? Các em quan sát câu thứ 2 và cho cô biết đây là dạng bài tập nào. Từ chìa khóa ở đây là what, một từ để hỏi. Và the main role traditionally, tức là một cái keyword ở trong câu hỏi. Vậy đây đó là một dạng gì? Factual information. Chúng ta đang đi tìm thông tin đúng, nó nằm ở trong bài. Relevant to the passage, tức là thông tin nó thích hợp ở trong bài. Với bài tập như thế này, thì chúng ta phải sử dụng thủ thuật đó là scanning. Scanning như cô đã nói là chúng ta đọc nhanh và định vị thông tin, xem là thông tin là keyword là main role đó nằm ở vị trí nào để các em đưa ra câu trả lời. Và chúng ta có thể quan sát thấy là main role traditionally nó nằm ở trong đoạn mấy? Chỉ là nằm ở trong đoạn 1. Và chúng ta xác định đọc lại trong đoạn 1 và xem cái role đó nằm ở vị trí nào. Một lần nữa, chúng ta thấy là chính là nằm ở câu số 2. Many people believe that women natural roles were as mothers and wives, and these people consider women to be a better suited for childbearing and homemaking rather than for involvement in the public life, business or politics. Vậy chúng ta đọc kỹ câu này xem là cái câu mà đồng nghĩa với cái câu này chính là cái phương án A, B, C, D. A là working in education, làm việc ở trong mạng giáo dục. B là building houses, đó là xây nhà. C là working in factories, đó là làm việc trong nhà máy. Và C là taking care of the house and family. Và chúng ta thấy những từ cô highlight là houses, wife, childbearing, homemaking. Vậy chính là phương án mà chúng ta cần lựa chọn ở đây là phương án D, chính là chăm sóc gia đình. Các em đi qua câu số 3. According to the text, what is the purpose of the struggle for women's rights?
Nhìn vào câu như thế này thì các em có thể thấy đây là một dạng bài tập là factual information. Với thông tin người ta hỏi là what and the purpose of the struggle for women's rights. Và tương tự như vậy, các em cũng đi tìm xem là cái đoạn này là thông tin đoạn này nó nằm ở trong đoạn nào. Rồi sau đó chúng ta đọc kỹ từng câu một. Chúng ta có thể thấy ngay nó nằm ở trong đoạn thứ hai. The struggle for women's rights, the rights that establish the same social, economic and political status for women as for men. Vậy đấu tranh để giành cái quyền lợi cho phụ nữ, cái quyền mà để hình thành nên cái địa vị xã hội, kinh tế, chính trị như người đàn ông. Vậy chúng ta xem các phương án A, B, C, D. Phương án nào là phương án đồng nghĩa với câu như thế này? A là to free women from housework, để giải phóng phụ nữ khỏi công việc gia đình. B là to establish a friendly relationship between men and women, để hình thành cái mối quan hệ thân thiết giữa người đàn ông và phụ nữ. C to bring equality between men and women, để đem lại sự công bằng giữa người đàn ông và người phụ nữ. Và D là to argue that women have better intellectual ability. Chính là tranh luận người phụ nữ là có cái năng lực trí tuệ tốt hơn. Vậy với phương án ABCD thì chúng ta có thể thấy là đang tìm lại sự công bằng cho người phụ nữ, đúng không ạ? Vậy phương án các em cần lựa chọn ở đây chính là phương án C. Câu tiếp theo. What do these pioneer thinkers at the end of paragraph 2 refer to? Với keyword là refer thì đây chính là dạng bài tập reference, đó là tìm từ liên hệ. Với tìm từ liên hệ này thì chúng ta cần phải xem là the same number, xem về số lượng như là số ít hay là số nhiều. Thứ hai là xem nó là ngôi thứ nhất, thứ nhì hay thứ ba. Và thông thường những từ liên hệ này chúng ta sẽ thấy nó là nằm trước cái đại từ mà chúng ta muốn chỉ tới. Vậy chúng ta cùng quan sát trong đoạn thứ hai nhé. These pioneer thinkers. Ở trước these pioneer thinkers này nó xuất hiện những danh từ nào? Và danh từ nào muốn chỉ là these pioneer thinkers? Vậy chúng ta quan sát cho cô những danh từ là số nhiều. Và chúng ta có thể thấy đang đề cập là political philosophers in Europe. Với câu như thế này thì chúng ta có thể chọn ngay phương án là B. Đó chính là các nhà triết học chính trị ở châu Âu vào thế kỷ 18. Câu số 5. The word significant in paragraph 3 is closed in meaning 2. Dạng bài tập này chính là phần từ vựng. Với phần từ vựng thì các em cần phải xem những manh mối ở trong bài. Ví dụ như là definition, xem định nghĩa nó có xuất hiện ở trong bài không nè. Thứ hai là synonym, tức là từ đồng nghĩa. Thứ ba là xem các antonym, từ trái nghĩa. Hay là dựa vào example, ví dụ. Hay là experience, chỉ là kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm bản thân, để chúng ta đoán những từ này qua ngữ cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đoán significant qua ngữ cảnh xem nó đồng nghĩa với những từ nào. Trong đoạn 3, các em để ý cho cô. So women in most parts of the world have gained significant legal rights. The most important of these are... Về chúng ta có thể thấy là cái người ta đề cập một trong những cái quyền này đó là... Vậy, important, người ta lại nhắc lại một lần nữa là important. Vậy chúng ta có thể đoán được là significant nó đồng nghĩa với important, đúng không? Nhưng ở trên này các em không có từ nào là important. Vậy chúng ta xem là từ nào là từ đồng nghĩa với important. A là political, là thuộc về chính trị. B là meaningful, chính là quan trọng, có ý nghĩa. C là intellectual, là thuộc về trí tuệ. Và D là different, là khác nhau. Vậy chúng ta có thể chọn phương án ở đây chính là meaningful, đồng nghĩa với important, hay chính là significant. Câu cuối cùng trong reading comprehension. Which of the following is not mentioned in the last paragraph at once of the women's legal rights today? Với câu hỏi là not mentioned, tức là không được đề cập, thì các em xem đây chính là một dạng bài tập gì? Negative fact. Với dạng như thế này thì các em đang đi tìm những thông tin là not mentioned,
tức là thông tin đó không đề cập, hoặc là nó như thế nào trái với bài, với bài tập như thế này, thì các em phải sử dụng thủ thuật là scanning. Scanning ở đây chúng ta sẽ đọc nhanh và định vị thông tin. Chúng ta sẽ đi tìm cái keyword ở trong cái câu này là gì. Sau đó các em định vị thông tin ha. Keyword ở đây chính là legal rights. Legal rights. Và chúng ta xem là women legal rights nằm ở chỗ nào. Chỉ là nằm ở trong đoạn, 3. Legal rights. The most important of this are the right to have equal work opportunities and pay to men, and the right to vote, and the right to formal education. Rồi các em xem các phương án A, B, C, D. Xem phương án nào là không đề cập ở trong những thông tin mà đã được highlight. A, the right to hold property, đó là quyền giữ tài sản. B, the right to equal pay, tức là quyền được trả như nhau. Hay là equal employment opportunity rights, tức là cơ hội việc làm như nhau. Or the right to vote, hay là quyền được bầu cử. Vậy thông tin mà không được đề cập ở đây chính là the right to hold property. Trong khi đó ở đây là equal work opportunity, pay to men, the right to vote, tất cả được đề cập ở các phương án B, C và D. Nên phương án ở đây chúng ta cần lựa chọn đây chính là phương án A. Vậy là cô vừa mới đi một số câu hỏi liên quan tới reading comprehension. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một bài tập liên quan tới women rights. Phần cuối cùng mà cô muốn giới thiệu cho các em chính là phần câu test, phần điện tử. Read the following passage and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following number plans. Các em đọc đoạn văn sau đây và chọn phương án A, B, C, D để điền các thông tin ở trong bài. Câu đầu tiên. Women in our society were considered to be to men. Sau to be là một tính từ nên phương án C và D là phương án chúng ta cần loại bỏ. Vậy tiếp theo là equal hay là unequal, và chúng ta phải xem về nghĩa của câu này. Women in our society were considered to be to men, tức là những người phụ nữ ở xã hội ngày xưa thì được xem là công bằng hay là không công bằng. Vậy ở đây là không công bằng đối với người phụ nữ, đối với người đàn ông. Vậy phương án chúng ta cần lựa chọn ở đây chính là phương án B, unequal. Câu số 2. They want to work in business and politics. Với câu như thế này thì chúng ta thấy là người ta đang kiểm tra kiến thức về từ vựng. Với động từ accept thì chúng ta có accept something. Tiếp theo là B là agree, agree to do something. Allow somebody to do something và deny cộng với verb in. Vậy câu này đang chia bị động và chúng ta thấy là chỉ có một động từ có thể chia bị động ở đây. Chính là allowed. Tức là người phụ nữ thì không được phép làm ở những cái mạng như là kinh doanh hay là chính trị. Vậy phương án các em cần lựa chọn ở đây chỉ là phương án C, allowed. Câu số 3. Therefore, equal men control most position and employment and power in society. Đây là hình thức câu trẻ đang kiểm tra kiến thức về ngữ pháp. Chúng ta đã học về men là chỉ người và control theo sau là động từ. Vậy chúng ta cần điền một từ là chủ ngữ, chỉ người. Vậy chúng ta chỉ có trong này là that, chính là phương án cần lựa chọn. Câu thứ tư, thanks to the women liberation, the 18th century women nowadays have many legal rights equal to men. Vậy chúng ta quan sát câu thứ tư, nhiều em khi nhìn vào thấy là 18th century sẽ nghĩ ngay tới giới từ in. Tuy nhiên chúng ta cần phải để ý ở mệnh đề vì sao. Chúng ta quan sát một lần nữa là women nowadays have, ở câu số 5 người ta đang sử dụng với mục đích hoàn thành. Nên ở đây câu số 4 bắt buộc chúng ta phải nghĩ tới một cái liên từ hay một giới từ mà được sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành. Vậy ở đây chính là phương án D, since. Và câu cuối cùng, women nowadays have many legal rights equal to men. Vậy ngày nay người phụ nữ giành được nhiều quyền hợp pháp như người đàn ông, đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta có một động từ đi về rights, tức là giành quyền, thì chúng ta có phương án là gì? A, gained. Các em thân mến, vậy là cô vừa giới thiệu cho các em một số từ vựng ở bài số 15 cũng như một số thủ thuật trong bài Reading Comprehension. Cô hy vọng rằng những thủ thuật này sẽ giúp ích cho các em trong phần đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. So it's now for us to say goodbye. Thank you and see you again.